3 viên 4 viên 5 viên 6 viên anh em Hey, chào mừng nha Vâng, chào mừng tất cả bạn quay trở lại với trường mình nha Mình nhóc ở đây đây Hôm nay anh em chúng ta sẽ quay trở về Đó chính là chăn 12 gãy nhà Đây anh em này con 12 này thì các bạn để ý rằng là nó có cái map đó chính là map dạp chiếu phim, một trong một con map mình đánh giá cũng rất là cao. Bên cạnh đấy nữa thì có skin uh, thỏ thiết đấy, nhưng mà con này thì đang nâng cấp rồi anh em ạ. Hôm nay mình quay trở về 12 bởi vì sao? Bởi vì mùa trò chơi hội vừa rồi đấy. Thật ra là nó chỉ còn có một ngày 21 giờ nữa thôi và mình vẫn chưa nhận anh em ạ. Nên là quyết định hôm nay sẽ quay uh, nhận cái trò chơi hội cùng với anh em đấy. Ok. Oh sky và thu về anh em nhé bên cạnh đấy nữa thì mình sẽ nhận thêm đó chính là một cái đập này nữa anh em này ui wow, trò chơi hội vào cái là nhận ngay hôm nay mới nhận được với anh em ấy con này lâu lắm rồi không đi farm rồi anh em ạ 7 ngày rồi nó bị bỏ chơi mất mấy hôm rồi nhà nhiếc là đang lên cả đống đồ rác để cho anh em chúng ta dọn rồi bây giờ thì nhóc của tê cũng sẽ đó chính là dọn dẹp qua một xíu anh em nhá có cái sẻng thì mình sẽ cho vào đó chính là một cái đèn lồng thỏ anh em ạ ok duy nhất có mỗi cái sẻng đấy thôi ok sau khi mình dọn rác một lúc anh em này 382 game anh em ạ ủa wow. ơi có thưởng miễn phí các kiểu là điểu luôn anh em mình này ok để xem có cái gì để quẩy cùng với anh em lấy một tơn đi nhờ quẩy lấy anh em lấy một tơn đi cả nhà quân hội này rồi nhưng trước tiên đó chính là trước khi đi quẩy một tơn thì nhóc bảo tê sẽ lâng đó chính là ông đại quản giáo lên đó anh em nhá. Cho đại quản giáo thêm một cái level này, lên đại quản giáo 22 đúng không? Dư ít hoạch 2 triệu viên đây anh em ạ. Ôi wow, ngon chưa anh em? Ở trong cái kho nhà chính của mình ý thì vẫn còn một viên đá cổ ngữ tiên dược mà mình vừa tiêu phát hết sạch dầu hồng rồi anh em. Vít cho đầy luôn cả nhà mình nhá này 14 triệu dầu hồng luôn cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ không nâng cấp vào đại quản giáo đâu. Bây giờ nâng cấp vào đại quản giáo thì giáo lại ngủ mất, chẳng có cái gì để chơi cả, chẳng có hero để chơi. Đây mình sẽ đẩy vào đó chính là con yêu tinh. Bên cạnh đấy nữa thì chắc cũng không còn cái gì để đẩy nữa rồi. Ngoài đại quản giáo ra, tường thành đi, anh em nhá. Đẩy thêm một chút tường thành đi. Hai triệu một viên. rồi vừa lấy được uh, một viên rồi, hai viên, ba viên, bốn viên lăm viên 6 viên này, anh em ạ. Hôm nay được 6 viên liền. Bây giờ thì anh em chúng ta sẽ đi farm nào. À, từ từ nhá. Trước tiên đi farm nâng cấp thêm một cái gì đấy nữa đi nhờ Xbow tí nữa mình sẽ dồn về, đó chính là nâng cấp cái Xbow nhá. Bây giờ sẽ làm một trận với anh em đã. 800 và 900k dầu vàng anh em ạ. Rất là ngon, rất là tuyệt vời luôn. Nhà nhiếc thì cũng khá là dễ chơi bởi vì hiện tại thì các bạn để ý rằng là mình đang bị lủng hero mình đang bị uh, hero đang nâng cấp nên thôi mình quyết định là ly và mấy cái con nhà mà nó cá đuối một xíu chơi cho nó dễ nhà bà thở anh em ạ cho nó dễ thở một tí cả nhà đó nhà chính nhà chiếc đây Giật cho nó tơi con nhà bà sờ lơi ra luôn này con queen team đội bạn ghê quá ghê 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 queen 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 team đội bạn queen à, queen 23 rồi bắn cái bọt mới mấy phát là xong anh em rồi bán lạt được con nhà yếu yếu thôi anh em ạ <laughs> sau này mà anh em chúng ta mắc lên thì chắc chắn là anh em chúng ta sẽ không sợ những những con nhà trang 12 mắc nữa đúng không ừ. nhưng mà đó là sau này thật ra là em này thì các bạn để ý rằng là em nó cũng mới bụng trăn 12 thôi cũng chưa có gì cả đồ điếc thì vẫn ở than 11 đang là khá nhiều hero thì đại quản giáo mới lên được thêm một cái level nữa là 22 thì tính ra Trước đó mới lên được một level của chân 12 Vậy là chúng ta có hai level của chân 12 Giá 12 ý, giá 12 là level 40 đấy anh em ạ 40 mới mắc càng phết đấy Có này chắc tới mình cũng sẽ chịu khó đẩy thêm vào hero anh em ạ Sẽ chịu khó đẩy thêm vào hero nữa Chứ không hero này thì thật ra là hơi đuối Queen thì sao, Queen hiện tại đang 51 Rồi con này thì Ba chị Kinh đang hiện tại lên kinh 40 Và thì đủ cái lượng tháp hỏa ngục tháp hỏa ngục mắc rồi anh em ạ đây nâng cấp đó chính là giàn x bâu lên nhá chắc chắn rồi tới mình sẽ dồn đó chính là giàn x bâu lên một cây ở đây này hôm qua à, lâu lâu rồi mình đẩy được một cây ở đây nữa anh em ạ và ở đây nữa này bốn cây này nữa anh em ơi bây giờ có viên đá cổ ngữ à viên đá vàng nhỉ vàng thợ xây nhỉ làm phát là căng đét luôn đấy là, làm thêm viên tường nữa cùng với anh em nhá viên tường nữa cùng với anh em này ui cháy kho luôn anh em ạ không còn gì luôn còn duy nhất một thằng dân thôi đây rồi cả nhà Vẫn là uh, Tron 12 anh em ơi Nhưng căn này Như căn nhà này thì không lủng đồ cả nhà này 700k, 800k Nói chung là đánh được cả nhà Có một con lava ok Mình sẽ tận dụng đó chính là con lava này anh em nhé Con lava này Con lava này hiện tại mới đang là lava 2 thôi Lava khá là đuối Chắc là em nó bị lổ đầu tiên rồi Đúng nào Rồi chiến đấu nào Giáo đâu tiến dịch lên để còn gồng cái đại quả, gồng cái gồng của đại quản giáo anh em ạ đây rồi cái gồng của đại quản giáo này anh em ơi ok ngon trai nhá ngon trai nha ngon trai nhá ngon trai ngon trai ngon trai tiếp tục là ngon trai ôi đại quản giáo mình cho chế độ đi bộ luôn anh em ơi ảo ma calada dã man luôn wow hết 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 mất đấy rồi hết mất băng rồi Ngon quá Đúng là dòng điện Một đơn vị mà mình có cảm giác là Không không phụ thuộc quá nhiều vào hero nhiều cho lắm Đúng không anh em Không phụ thuộc quá nhiều vào hero cho lắm Chỉ cần duy nhất con đại quản giáo thôi Còn King Queen thì mình thấy rằng là em nói chủ yếu đi cắt góc là Là ok thôi Chứ còn không không hỗ trợ quá nhiều dành cho dòng điện đâu Phề quá anh em ạ Dòng điện giật dã man luôn 11, 12 thì anh em chịu khó chơi dòng điện Mình cảm giác khá là nhàn Đánh thì được cái nó nhàn và clear cái thời gian clear rất là nhanh một phút bốn mươi mấy giây anh em ạ vẫn... Ok, vậy là chúng ta có 3 sao đúng không nào 700k và 800k Có này thì thật ra là chẳng còn là cái gì nữa rồi anh em Bây giờ chỉ farm đi nâng uh, cấp các kiểu con đà điểu thôi Tạo lính Anh em có uh, Nếu mà anh em có con hạc giống nhỏ nhóc vào tê Mà có vác được yêu tinh ra farm thì farm Còn nếu mà không vác được yêu tinh thì Thôi cứ farm như bình thường thôi Chẳng có gì cả Ok, let's go Anh em chúng ta sẽ làm thêm trận lửa của với lại nhóc vào tê nha Ok Chúng ta vẫn có combo được sử dụng là như vậy thôi cả nhà mình ạ à. Ây da da Trận này cảm giác căng đét anh em ạ à. Trận này thì nghe chừng thấy gian rát hơn này Trận này nghe chừng thấy cảm giác gian rát hơn anh em Rồi Vào này Rồi đại quản giáo vẫn đang là chế độ đi bộ cùng với anh em nha Chất nhất của đất luôn anh em mình ơi Quả đóng xi si băng này anh em này Phá lại bàng bắn rát ghê. Quả spell tĩnh lộ hơi lú. Quả spell tĩnh lộ là hơi a lú. Cố lên, 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 come on, come on, come on, come on. Đốt đầu chúng tôi này. Đốt đầu chúng tôi này. Ui! ui, ui. Đầu quá. Pha này mình lém spell tĩnh lộ nó cảm giác nó không mượt tay cho lắm nào vào trong nào vào trong nào vào trong nào vào trong trời ơi căn nhà này quá là giàu anh em ạ ok này ok này vẫn cứ đang là ok anh em này còn nhà chính nhá còn nhà chính anh em mình ơi chẳng có nhét tung spell thịt lỗi cho con 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 dòng điện kia ui nó không kịp giặt thêm phát nữa Góc, góc 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 dưới góc dưới góc dưới đầu tư đầu tư nhanh 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 hay quá kịp không đây giáo đi rồi anh em ạ con này con này ăn được có thắp cung này thôi là ngon rồi đây 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 con này con này ăn được có thắp cung kia là cái chắc rồi ui nhanh 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 Ồ. ui con này thì bị nhà chính nó đốt anh em ạ <laughs> hẹo rồi à hẹo rồi vẫn còn nhà chính chín 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 phần trăm à chín bảy phần trăm anh em ạ nhà chính nó đốt cho đau quá ok thôi được rồi đi vào thôi cả nhà mình nhá lại là 3 triệu dầu vàng rồi đấy cả nhà <laughs> ở đây thì uh, tùy theo thôi thường thường cái con dân cuối này thì nhóc ở T sẽ để dành một xíu um, để cho lần cấp con giờ về thì rồi con giờ về thì anh em cứ chịu khó đi farm đi phía các kiểu nó điểu thêm nhá ở đây thì nhóc ở đây sẽ lại tiếp tục Đó chính là nâng cấp tường thành cùng với anh em luôn Cả nhà mình này Tiếp tục tường thành cùng với anh em Quay wow, một xíu nữa thôi là anh em chúng ta lại có cái để nâng cấp tiếp đúng không nào Con kinh thì cũng chỉ còn có uh, 6 giờ nữa 6 giờ nữa anh em ạ 6 giờ nữa là hoàn thành luôn Trời Phê nhờ kinh Trời Kinh non yếu quá Thôi cho kinh ngủ tiếp vậy <laughs> Cho bất tỉnh luôn anh em nha và video mình kết thúc tại đây rồi hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video sau nhá bye bye cả nhà bye bye tất cả các bạn